chị online có hào hứng không ạ? À? thực thật sự ngày hôm qua nay mình à, giống như tất cả các đai mình lên đây chia sẻ thì điều nói là giống như mình được bảo trợ lại mình thấy một cái năng lượng một cái sự khí thế hồng hồn của trong lòng mình một cái sức mạnh trong lòng và thực sự là rất là không biết các anh chị làm sao nhưng mà các lãnh đạo đều nói là tụi phương học rất là nhiều các anh chị có học được nhiều từ hôm qua đến hôm nay không ạ? À? Có cảm thấy tự tin rằng mình chắc chắn sẽ thành công trong kinh doanh này chưa ạ? À? Ok, very good. Cho nên là chúng ta sẽ bắt đầu cái chương trình buổi chiều ngày hôm nay với cái phần đầu tiên của phương là sự nghiệp làm chủ của chính bạn và tập trung vào trong cái hai cái từ là focus and first priority, Để tiếng Anh tiếng Việt nó gọi là tập trung và đưa cái kinh doanh nào lên lên kinh doanh em quay của mình là cái ưu tiên hàng đầu thì à, tại sao ban tổ chức lại cho phương cái chủ đề này à, nó có một cái là tại vì à, cái câu chuyện của phương nó cũng rất là đặc biệt ở em quay Việt Nam là phương à, vẫn còn đang làm em quay bán thời gian vẫn còn đi làm công việc truyền thống toàn thời gian và phương đã rất là tập trung, đưa em quay nó là một cái công việc đầu tiên quan trọng nhất của à, gia đình Phương, của bản thân Phương để mình có thể đạt được những cái nấc binh và có thể xây dựng được tổ chức, xây dựng được kinh doanh bền vững. Đó là cái chủ ý của à, ban tổ chức mà cho Phương cái chủ đề ngày hôm nay. Trong cái, à, Phương có cái slide đầu tiên này, có nghĩa là làm chủ cuộc đời bạn, hoặc ai đó sẽ làm thế. Chúng ta là người em quay, đặc biệt là các anh chị em là lãnh đạo ở đây rồi. Thì hầu như là mình hay nói câu này, phải không ạ? Chúng ta quyết định vô trong cái kinh doanh em quay này là chúng ta để làm chủ cuộc đời mình. Và hôm qua, à đến hôm nay, chúng ta đều nghe cái câu chuyện làm chủ của chị Châu, của chị Thanh Hoa, của anh Lâm Hưng và đặc biệt là cái cái khi mà không biết các anh chị có nhớ kỹ không khi mà thầy à, khu trong cốc à, FCA khu trong cốc chia sẻ vào cái bí quyết thành công của kinh doanh này cái bí kíp của Grado cho chúng ta là gì sự nghiệp làm chủ của chính bạn Đúng không? cho nên là sự thật là chúng ta đã đã là cái hạt giống mà được nuôi dưỡng trong cái môi trường của Grado đã là à, Với một cái tinh thần làm chủ Với một cái tư duy Mà các thầy đã đưa ra Là chúng ta phải làm chủ cuộc đời Thì à, Các anh chị có nghĩ rằng là Mình đã bật qua cái chế độ làm chủ Được 100% chưa ạ Bật qua được chưa ạ Một lần nữa bật qua được chưa ạ Ok Ok Tại vì tại vì sao khi mà ngồi trong cái cái chương trình này nè, phương nói là các anh chị ạ, à, phương nghĩ rằng á là em quay Việt Nam sẽ thấy rất là nhiều cái pin lớn, rất là nhiều pin diamond của Grado sau chương trình này, các anh chị có đồng ý với phương không ạ? À? Mình có một cái cái niềm tin mãnh liệt về cái điều đó. Cho nên ngày hôm nay phương sẽ nói với cho các anh chị là tại vì các anh chị là lãnh đạo rồi và chúng ta đang là đóng cửa dạy nhau và chúng ta đang nói thiệt với nhau giống như hôm qua chị thanh hoa có nói Recording in progress. chứ không có là nói chuyện cho vui ở một cái chương trình rally cho nên làm chủ là làm như thế nào và tập trung là tập trung như thế nào và làm sao để chúng ta coi nó là một cái sự làm sự nghiệp lớn nhất của mình chúng phải tha, phải thay đổi thay đổi thực sự các anh chị có cam kết là mình sẽ thay đổi thực sự để làm chủ cái sự nghiệp của mình không ạ à? Ok, chúng ta hợp tác rất là tốt. Tại vì à, trong cái grado cái gọi là phối hợp, phối hợp giữa upline, downline, phối hợp giữa cái người mà mentor của mình, người tuyến trên của mình và để chúng ta làm tốt với cái kinh doanh của mình. À, các anh chị đều biết là Phương được bảo trợ bởi chị Quỳnh Châu trong cái kinh vô trong cái kinh doanh này. Và Phương mới nay Phương sẽ bật mí cho các anh chị là cho nên á, là cái người upline mà làm đúng á, Thì Tuyến dưới của mình sẽ thành công Các anh chị hôm qua nhớ thầy khu nói sao ạ à? Khi mà thầy nghĩ rằng là upline Sẽ đi hỗ trợ thầy làm em quay Thì upline sẽ nói là nếu vậy Thì tuyến trên của upline sẽ được thầy phu hỗ trợ Mà tuyến trên của thầy phu Sẽ được ngày Rick và ngày Jay Hỗ trợ để đi OPP Thì cuối cùng là chả ai thành công đâu kinh doanh này cả cho nên cái người hay nhất mà mình hay nói với offline của mình là chị Châu là cái người dụng nhân như dụng mộc. Chị Châu bảo trợ Phương vô rồi. Lúc đó là Phương rất là bận. Phương chưa bắt đầu làm em quay thì chị Châu nói với Phương cầu như thế này. Chị Phương, em rất muốn là trong cái thành công của em nè. À, trong cái, cái, cái thành công này nè. Của em có chị. Chúng ta cùng thành công. Nhưng xin lỗi nếu chị chưa bắt đầu em không có thời gian dành cho chị. Không biết upline mình còn nhớ không Chứ Mình có một điều là upline nó coi nào nhớ coi đó Cho nên các anh chị biết không nào? Khi Phương chưa cam kết Phương không hẹn được chị Châu tới nhà Phương Các anh chị hẹn upline mình đến nhà Hay upline mình hẹn các anh chị đến nhà Phương là để biết được cái kinh doanh này nó như thế nào Để biết được làm sao thành công Thì Phương chủ động hẹn upline mình Tới nói cho chị biết em quay nó là như thế nào Nhưng mà lúc cái thái độ Phương chưa chuẩn, chưa tốt Upline không đến nhà Phương nhớ là Phương hẹn 3 lần offline không tới. No show. Cuối cùng là báo là hôm nay em bận đi, không biết tin rồi. Không tới. Và cuối cùng, khi mà Phương nhận ra cái kinh doanh này, Phương cam kết, Phương nói với chị Châu là Chị quyết định trong vòng 2 năm lên Diamond, em hãy tới nhà nói cho chị biết làm sao để trở thành Diamond. Và sau đó là chị trao tới nhà nói cho Phương một lần nữa và cái hoa hồng làm sao để thành công. Phương hỏi gì Sau cái cái câu hỏi đó Phương hỏi là bây giờ làm sao để trở thành đai minh? Các anh chị có hỏi một cách nghiêm túc với upline mình là làm sao để trở thành đai minh chưa? Hay là upline hỏi chứ? Tháng này sao? Ủa sao? Ủa dạo này tình hình sao? Có bảo trợ gì không? Ủa các anh chị các anh chị đi làm em quay kiểu như vậy bây giờ phương hỏi là các anh chị có cam kết bật cái chế độ làm chủ hay không đó chỗ đó à, nó bung ngược lại nó bung một cách mà mình thấy tội nghiệp luôn á anh chị và phương hỏi rất rõ và chị châu nói rất rõ muốn thành công ra em quay này đi center cái lúc đó phương có hai con nhỏ mà phương nói không đi center được không Chị mua đĩa về chị nghe Hồi xưa nó không có Youtube Chị Châu nói một câu Không có ai trên thế giới này Thành công trên em quay mà không đi center cả Thế là không bao giờ phương bỏ center Và sau đó các anh chị biết mà Phương bắt đầu em quay là tháng 3. Thì đến tháng 5 chị Châu chỉ gọi cho Phương à. Chị Phương, em em in OBB chị có muốn chị muốn lấy bao nhiêu mình nói cho chị 100 cuốn mà hồi xưa á, là tới tháng 8 á, là cái BV á, cái điểm mà cái giá trị điểm BV á, nó thay đổi hồi xưa nó từ 13.000 gì đó đổi thay đổi Phương nói từ tháng 5 đến tháng 8 là nó hết hạn mà Phương lấy 100 cuốn OBB nhưng bây giờ Phương thấy đau lai Phương á dạ cho em 5 cuốn em hai cuốn Ủa sao kỳ vậy Nếu các anh chị muốn làm chủ Mà các anh chị đặt khai cuốn OBB là Là ai với ai làm Kinh doanh các anh chị bao lớn Hả Sao kỳ vậy Tại vì Phương muốn Cái tổ chức của Phương phải có 100 người Trong vòng 5 tháng cho nên Phương đặt 100 cuốn OBB. Mình làm chủ mình phải có kế hoạch Hôm qua à, uh, Grand Ambassador có chia sẻ rồi Có ước mơ rồi có mục tiêu rồi nhưng muốn thành công phải có kế hoạch Và kế hoạch nó mới Thái độ làm chủ nó thể hiện là Chúng ta có hoạch định kế hoạch đúng hay không 100 của OB. Dĩ nhiên Phương có xài có hết hay không Không quan trọng Sau đó chị Châu nói là bây giờ muốn mua IOT để mà để mà minh họa C này kia Phải nhập từ từ Thái Lan về Chị Châu hỏi bao nhiêu bình Một bình một lít đó các anh chị Mà một lít là một người lên Platinum luôn đó các anh chị Phương đặt 10 bình Phương mua một lần 100 bộ minh họa. hoạt định là phải như vậy. Và offline với Phương á. Là offline vô Sài Gòn là chỉ hai chị em đi ăn với nhau. Chỉ nói chuyện làm sao nấu món này ngon, nấu món kia ngon. Đi có cuốn tạp chí này hay có cuốn phim này hay. Không bao giờ quan tâm cái chuyện chị làm em quay tới đâu rồi. Vậy kinh doanh là làm chủ là của Phương. Phương có làm thì Phương hưởng đâu liên quan gì đến chị Châu đâu Phải không à? Cho nên bật chế độ làm chủ nó như thế nào Nghe hôm qua Phương sau cái bài đào tạo của FCA khu trong cốc Phương đi xuống dưới Trời cái bài đó nó cực kỳ hay các anh chị Mình nói là nó là, là thầy là bậc thầy của bậc thầy Mà mình ngồi mình khen thì có phải cái gì đó sai sai nhưng mà nó quá hay luôn Nó đốt hơn Mình đi xuống dưới đó mình nghe after meeting Thầy nói một cái ý nó rất, Nhiều cái ý nó rất là hay Dạ em vẫn còn sợ Em sợ cái này Em sợ cái kia Ủa cái gì kỳ vậy Các anh chị là leader phải mà Các anh chị phải Tất cả những cái gì Mà các anh dĩ nhiên là cái bài học ngày hôm nay Các anh chị phải về nghe lại và nghe lại 100 lần các anh chị Phương nói ở đây không phải là Phương nói cho các anh chị đâu Tất cả các bài của FC Tất cả tất cả các bài của lãnh đạo đào tạo Phương nghe không dưới 100 lần Đó là làm chủ Và, và khi mà mình làm như vậy á, Nó nghe là làm chủ là như vậy Mọi người cứ thắc mắc là cho nên các anh chị cứ thắc mắc là Ủa chắc chị Phương làm em quay dễ lắm, không có không. Các đai minh nhau nói chuyện nhau lát để kể cho các anh chị nghe làm chủ nó như thế nào. Không có khác gì câu chuyện của chị Thanh Hoa cả, không khác gì câu chuyện của chị Quỳnh Châu cả. Chỉ có điều Phương không bao giờ khóc. À. Phương là chủ mà sao phải khóc? Rồi. Ủa sao nó không mua nữa em? Rồi và rất may, rất may là các anh chị sáng nay được nghe cái bài đào tạo của FC Ra Nông. Nó khó quá phải không ạ? À? Khó. Nói dành cho diamond up. Nhưng tại sao các FC hôm qua nay ba FC luôn chứ không phải một mình mà đều đào tạo cái bài đó là dành cho diamond up. Nhưng các FC biết rằng là cái thị trường Việt Nam mà nó rất là nóng. Lúc nãy khi mà buổi trưa nghỉ Phương lên làm việc với bà Trời bà nói không tưởng tượng được cái năng lượng của cái người uh, của Grado này Và cái bạn mà successor, cái người là người kế nghiệp của bà mà bạn đi theo Bạn nói là nhìn họ, nhìn cái cách mà họ đi sáng nay Tất cả các anh chị mà đi vô, đi vô chương trình này nè Nhìn cái cách họ đi là nhìn thấy cái người chủ ngay Họ rất là nhanh họ đi rất là khí thế rất là hào hùng các bạn hãy cho chúng ta một tràng phát tay cho cái này đi ạ à. chúng ta phải thể hiện cho thầy phu và các fc là chúng ta đã bật qua chế độ làm chủ và chúng ta chắc chắn sẽ làm được được không ạ à? và câu chuyện làm chủ của fc ra Nông thì dĩ nhiên chúng ta biết rồi và xây dựng tổ chức như thế nào là chúng ta cũng đã biết rồi cho nên phương sẽ không chia sẻ nữa À, phương cung để cái slide này, à, tại vì mình cũng không ngờ là các các thầy đã nói về cái tư duy làm chủ, à, cái slide này là nằm trong cái OBB của thầy Phu với mà, bạn là chủ. trong năm điều máu chốt của à, cái OBB của chúng ta, tất cả các anh chị ở đây biết năm điều máu chốt của OBB không ạ? cái máu chốt đầu tiên mà mình nói cho cái người đối diện của họ là gì? bạn là chủ nhưng mà tôi đi làm thuê có không? mình nói với họ là bạn làm chủ mà các bạn không có có cái bật cái chế độ làm chủ các bạn đi làm thuê <laughs> kể từ bây giờ phương muốn nhấn mạnh lại một lần nữa bạn là chủ và tôi cũng là chủ nữa nào đáng đào tạo lãnh đạo như vậy bạn là chủ và tôi cũng là chủ nhớ ha, chúng ta có một cam kết rồi cái quá trình làm của phương phương muốn nói cho các anh chị khi mà giống như cái cái phương nghĩ đó phương tin là các các tất cả các anh chị ở đây đã nghe cái chương trình rally của phương tuy là ở rally mình không được không nói được nhiều cho nên bây giờ mình mới chia sẻ cho các anh chị à, chúng ta là leader đóng cửa cùng nhau nói chuyện ha cho dù là trong kinh doanh truyền thống mình đi làm giống như chị Hoàng nói xe hơi đưa đón tài xế thế nọ thế kia mở cửa lên mở cửa xuống vị trí này vị trí kia cái vị trí mà manager trong công ty Phương á, Phương quản lý chắc cũng phải trăm người Mà Phương không nhớ hết mặt Các anh chị ạ à? Nhưng mà sau khi mà Phương Gọi là hết giờ 6-7 giờ chiều hết giờ ra khỏi công ty Thì Phương là hình tượng này à Túi trước, túi sau Minh họa tầm lâm hết Chạy xe máy đi làm em quay thể hiện rất rõ tôi làm chủ cái kinh doanh này và phương kế có một cái buổi mà sau sau giờ làm thì phương đó là chiều thứ sáu sau giờ làm phương mới đi qua à, 391 điện biên phủ phương lấy hàng mà hồi xưa nó toàn là nước rửa chén với L-O-C à nó nặng bốn thùng hàng mà mình có một mét bảy yếu à mét bảy yếu nha các anh chị mét bảy yếu nhớ vậy đi chiếc xe này mến bảy yếu và chở hai thùng trước hai thùng đằng sau cái 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 cổ lái nó không có di chuyển được nữa và mình mình mình, mình gần như là sau đó đi đi qua vừa ra khỏi ba chín mốc điện biên phủ thì mưa nó tầm tã mình về mình chạy qua chỗ chợ bà chiểu nhà phương mình hạnh đi ngang chợ bà chiểu nó ngập nước mình nói chứ tắt máy một cái là mình vứt cả xe cả hàng mình lên taxi mình đi về đó Ừ. cái đây là cái gọi là cái cái thời gọi là một lần duy nhất mà mình muốn bỏ cuộc của các em quay là cái này đó và chạy về tới chỗ phòng khám anh bắt là quăng cả xe cả hàng vô đó và mình nhăn nhó mình nói là tại sao em phải đi làm em quay em là một ceo ban ngày đi làm như vậy thu nhập thu tiền lương như vậy đúng đi ra chiều thứ sáu em phải nằm ở spa người em nghỉ dưỡng chứ tại sao em đi làm em quay thế là quăng ra đó nhưng mà ngày hôm sau ngày hôm sau khi mà ở đây có bạn hưng ở đây ngày hôm sau thì là thứ bảy thì có bạn hưng mới gọi điện cho phương nói là chị bữa nay chị rảnh không bảo trợ giùm em một người ngay lập tức bật dậy đi làm nhưng mà cái ý ở đây phương muốn nói là gì nếu cái hôm đó phương có một cái cảm giác là mình vừa nói với bạn đó là với cái cơ hội kinh doanh này em có thể có được nhà em có thể có cuộc sống tốt mới nói với bạn về cách đó mấy tuần bây giờ nói với bạn là thôi chị không làm nữa mình cảm giác giống như mình đánh đánh mất cái ước mơ của họ và phương bật dậy đi làm đó là lần duy nhất nhưng muốn xác định với các anh chị là gì bước vô trong khởi nghiệp làm chủ nó là như vậy đó và cái, cái câu chuyện này nó cũng liên với f saridon phương kể cho các anh chị sau đó thì phương mới đem phương kể với f saridon phương nói là bà biết không tôi đi làm về tôi phải chở bốn thùng hàng thế nọ thế kia cái bà cười bà nói ở vị trí tổng giám đốc điều hành của tập đoàn 12.000 nhân viên cả trăm giám đốc ở dưới 10 công ty to bà nghỉ em quay à, có năm tài xế năm trợ lý năm thư ký và khi mà bắt đầu là em quay thì lúc đó công ty em quay nó bán cái máy lọc nước là nó nó dài nó to lắm nó một mét rưỡi từ trên xuống dưới nó bằng bà và bà nói là bà phải hẹn người ta đi giao cái máy lọc nước đó và khi mà à, rồi cái người đó họ lại đến trẻ và bà lại có một hẹn khác cho nên bà phải mang qua chỗ văn phòng của công ty cũ á, bà gửi thì bà đẩy cửa cửa vào vào khệ nệ bê cái đó và tự lái xe tất cả mọi người trong công ty dồn bà nhưng mà nói với Phương một câu là nhưng đây là sự nghiệp của chính mình, mình làm chủ. Và đó là cái câu chuyện mà không bao giờ mình than vãn mình, mình 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 trách móc mình nghĩ là nó là gì cả. Một bài học mà thực sự rất là đáng giá từ FC dành cho Phương. Và rồi đó, giống như các chị cũng thấy cái hình sáng nay á bắt đầu là gì bắt đầu với một cái tư với một cái niềm tin sâu sắc với một cái tư duy làm chủ như vậy và phương với anh bắt bắt đầu những cái hỗ trợ của fc mình mở ở cái phòng khám để làm à, ở trong đây có mấy cái hình mà các anh chị cũng thấy rồi nó có một cái hình à phương nhớ mà khi phương bắt đầu đi làm em quay các anh chị thì à, phương đi tỉnh là phải nằm xe đò mà phương nói với anh chị là từ xưa giờ trước khi có em quay phương chả có nằm xe đò nè chả có đi xe đò mà bây giờ là tối thứ sáu sáng thứ bảy đi xe đò để đi tỉnh làm em quay thì anh anh up hùng anh có nói một câu là phương phương nếu mà nhân viên em nó thấy thì sao nó đâu sao anh đây là sự nghiệp của chính em mà em đang làm chủ làm chủ sự nghiệp của mình Thực ra trong cái buổi rally Phương có nói đó Mình rất là hãnh diện khi là mình làm một cái vị trí rất to ở công ty của mình Nhưng mà mình đang đi xây cho ông chủ Nhưng mà mình khởi nghiệp để mình xây cho cái kinh doanh của mình Cái điều này mới là cái điều tự hào Cho nên là rất là nghiêm túc trong quá trình đó thì Phương đã đi làm em quay Nhưng cái mà Phương muốn nói ở đây á là focus tập trung và đưa nó là cái sự nghiệp gọi là quan trọng nhất duy nhất và quan trọng nhất tại vì cái này nó mới là bật cái chế độ làm chủ full ly của các anh chị một trăm phần trăm của các anh chị nếu không thì các anh chị vẫn cứ suy nghĩ qua suy nghĩ lại cái câu chuyện hôm qua của Uh, uh, FC FC uh, Phong One á có nói với chị Châu, ấp chị, chị 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 Hoa là gì? Mày đang ở cái chế độ làm thuê. Cho dù là một tháng nữa mày có cái tiền thu nhập, uh, hoa hồng, incentive từ cái cái cái, cái uh, tốt từ từ cái cái performance tốt của mày á. Nhưng mà cái đó là cái chế độ làm thuê. Cái chế độ làm chủ là đừng có delay, không có chờ. Bây giờ nè, ngay bây giờ và bắt đầu từ bây giờ bạn phải bật cái cái chế độ đó và để lên Diamond á để mà phương lên Diamond á thì lúc đó là fc ra có viết cho phương một cái mail hồi đó là không có viber không có chat mà phải gửi qua email bà gửi cho phương một cái email và bà nói là để có thể là một cái người thành công trong em way thì phương phải tập trung mà tập trung cao độ bà dùng là Leather sharp focus là tập trung rất là cái chữ cái tia laser đó các anh chị cái tia laser là nó rất là lãi phải không ạ và sáp có nghĩa là nó sắc bén tập trung như cái 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 như một cái tia laser vậy đó rất là tập trung tập trung vào cái kinh doanh này à, để mà mình có thể làm tốt nhất có thể thì các anh chị biết rằng ở cái vị trí của phương một cái công ty bán lẻ rất là nhiều cái sự kiện ví dụ như trong năm nay đi công ty hai hai công ty của Phương đang quản lý nó mở đến 200 cái cửa hàng trong một năm có nghĩa là một ngày rưỡi là một cái cửa hàng mà nếu như mà một là Phương phải có nghĩa là đi khai trương cửa hàng thì Phương không có thời gian làm quay ví dụ vậy và Phương quản lý tới 30 thương hiệu mỗi thương hiệu mở cửa phải tập phải phải đi theo như vậy nhưng không đối với Phương rất là rõ ràng nhưng Phương nói với các anh chị như thế này nè ngày hôm nay Phương sẽ nói rất rõ À, để các anh chị hiểu là chúng ta cho dù nếu các anh chị làm bán thời gian các anh chị, nếu các anh chị biết tập trung các anh chị có cũng có thể lên diamond, lên founder EDC như Phương. Nhưng mà nếu mà các anh chị làm toàn thời gian mà các anh chị làm với một cái tâm thái mà như bán thời gian thì cái điều này nó còn tệ hơn nữa. cái điều này là cái điều quan trọng. Cho Phương hỏi là bao nhiêu anh chị ở đây làm em quay toàn thời gian à Wow, cũng không nhiều. Vậy thì bao nhiêu anh chị ở đây làm em bay bán thời gian à wow phải đi to, phải đi good có nghĩa là phương sẽ chia sẻ các anh chị là làm sao để chúng ta làm bán thời gian mà có thể thành công và những người mà làm toàn thời gian thì các anh chị phải thành công gấp đôi đồng ý không nào đó. và khi mà phương bắt đầu á thì phương nhớ có một cái buổi à, fc ra năm qua hỗ trợ cho prado và lúc đó phương chỉ là cái người mới vô thôi không biết gì hết thì có một cái bạn bạn giơ tay bạn nói là vậy thì nếu như mà thưa bà cho con hỏi là nếu như mà con vẫn còn đi làm thì làm sao con làm em quay thì bà mới nói là tất cả chúng ta hầu hết chúng ta làm em quay bắt đầu là bán thời gian chúng ta có một công việc để làm từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều chúng ta có gia đình để chăm sóc và chúng ta có em quay có nghĩa là chúng ta có ba việc cùng một lúc ha và Phương lúc đó cũng chính xác là như vậy Con thì còn nhỏ Công việc thì rất là bận rộn Mà nếu các anh chị nói là các anh chị bận rộn hơn Phương đó Là Phương đi đầu xuống đất rồi nghe à, Phương gọi là tốt bận rộn ha? Con cái chăm sóc và công việc em quay Thì bà nói là Trong 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều đó Làm sao dành thời gian làm tốt nhất Cái công việc truyền thống của mình Đừng bao giờ lấy thời gian của ông chủ Chúng ta trong ra chúng ta nói gì? Liêm chính Chúng ta phải chứng minh là chúng ta là người rất là liêm chính Rất là đàng hoàng Và Phương nói với các anh chị Trong hơn 10 năm Năm nay là 11 năm làm với tập đoàn Cùng thời gian làm với em quay Phương là người nhân viên xuất sắc của tập đoàn Trên 11 năm Đưa công ty từ từ gọi là Nó lớn từ từ 300, 300 nhân viên đến 6.000 nhân viên Cực kỳ lớn như vậy Nhưng mà Phương rất là nghiêm túc trong giờ làm làm rất là tốt sau giờ làm từ 7 giờ đến 11 giờ đêm 7 giờ tối đến 11 giờ đêm Phương sẽ có 2 ca OBB 7 đến 9 và 9 đến 11 đó 11 giờ đêm về con cái chờ chăm sóc với con kể cả là dạy cho con học kể cả cắt tóc cho con kể cả bấm móng tay cho con nói với các anh chị biết ấy, nếu mà cái người nếu mà gọi là nội trợ thì phương gọi là các các bà nội trợ là kính thưa phương luôn phương đi chợ nấu ăn làm tất cả mọi việc nha các bạn dĩ nhiên nhà có người làm nhưng mà phương có thể nấu rất là nhanh đi chợ rất là tốt rất là giỏi và không bao giờ bỏ con cái gia đình cho ai đó, ai đó chăm sóc đó, cho nên chúng ta phải rất là tập trung trong cái chuyện này các anh chị có hiểu cái ý này của phương ạ à? Cho nên là khi mà chúng ta bận rộn như vậy các anh chị Thì chúng ta lại thực sự rất là nỗ lực trong cái việc là làm sao cho nó tốt nhất Thế hôm qua thầy khu có nói Làm sao để mà khi mình OPP là 10 người 10 người đăng ký Và Phương là cái người như vậy Phải xuất sắc, phải học, Phương biết không có cái kinh doanh nào, Không có người nào mà bước chân vô em quay là giỏi liền cả Và ở đây có anh Hồ Văn Hùng Upline của Phương Phương biết anh chắc anh còn nhớ. Khi ảnh à, vô vô phòng khám, à, anh tới văn phòng à, của em quay của Phương đi phòng khám à, bữa đó center bốn năm người à. Anh nói Phương OBB đi. Phương nói nó dở như cơm nguội. Trang nào nó rời rạc trang đó nó không có một cái sự gì cả. Và Phương nhìn mặt upline và Phương hiểu đó. Nhưng mà sao ạ? À? Có, một, có một có một cái bài học. Cho nên Grado hay cực kỳ hay Thì hồi đó là có một lãnh đạo Grado ở nước nào Phương không nhớ à, Ở nước ngoài qua Việt Nam và Phương được tham dự Và có cái người lãnh đạo đó họ nói như thế này Nếu một ngày bạn nói 6 cái OBB Thì 2 năm bạn lên đây mình nếu một ngày bạn nói ba cái OBB thì 5 năm bạn lên Diamond mình và nếu một ngày bạn nói một cái OBB thì 10 năm bạn lên đây mình đố các anh chị phương chọn giải pháp nào đúng rồi phương chọn 6 OBB nhưng phương đi làm toàn thời gian làm sao mà sáu cái phương bắt buộc phải nói tôi thật là xuất sắc obb của phương phải thực sự là nói cho người ta biết em quay nó là cái gì đó. cho nên là phương rất là tập trung cực kỳ tập trung cái chuyện học hôm qua chúng ta đã học hết rồi học là cái tập trung lúc mà à, gì đó Uh, rửa chén nấu ăn nửa đêm gà gái bất kỳ cái thời gian nào phương ở nhà là phương mở đây phương học và phương học trước không trước khi mà phương đi OBB là phương gắn tai phone vô để phương nghe những cái bài của thầy Phu của các thầy để mà phương đi OBB phải có cái trạng thái hào hứng hết sức tập trung anh chị đó và cái cái câu chuyện uh, quay lại cái câu chuyện của uh, uh, cái cái email của bà thì cái điều đầu tiên bà nói là tập trung. Cái điều thứ hai là ưu tiên hàng đầu. Phương bảo đảm là tất cả anh chị mà Diamond ở đây trở lên, chắc chắn anh chị đó đã ưu tiên em quay nó là hàng đầu rồi. Thì họ mới lên Diamond. Thì cái không có bí kiếp. Bí kiếp của bí kiếp là bạn muốn thành công thì bạn phải coi nó là sự nghiệp của chính bạn. Và bạn phải ưu tiên cái kinh doanh này nó lên hàng đầu và các anh chị biết không trong quá trình mà làm em quay á không bao giờ phương dám ngồi 3 tiếng đồng hồ để mà uống tóc hay nhộm tóc không bao giờ bỏ thời gian để mà đi làm móng tay nếu mà công ty có sự kiện gì hoặc đặc, đặc biệt gì đó là phương dành cái thời gian buổi trưa hay cái gì, gì đó mà không hẹn được người á, thì phương mới đi làm cái công việc đó Và các anh chị biết là phương làm cho công ty thời trang giám đốc của công ty thời trang Đâu có thể xoay xoa được Nhưng không Ưu tiên hàng đầu là lên đây mình Bởi vì sao Phương nói với chị Châu là Chị á Đai Minh là điểm hòa vốn Dưới Đai Minh không đủ tiền tiêu Nói thiệt Một tháng mới cần 100 triệu mới đủ chi tiêu Cho nên là phải lên đây mình Mà mình nói một ngày mình rảnh có Từ 7 giờ tối đến 9 giờ, đến 11 giờ đêm mà nếu mà mình chỉ có một cái OBP Thì 10 năm lên đây mình vẫn cảm thấy nó kinh khủng khiếp quá Vừa đi làm Vừa đi làm em quay cái kiểu này nó quá kinh khủng Cho nên là phải làm tốt nhất Phải tập trung Và các anh chị biết là Đó là lý do tại sao Mà khi mà Phương đi ra thị trường Thì hầu như là Phương đánh là phải thắng à, Ở đây có các các tiếng dưới của Phương Phương nhớ không có dễ nó cũng giống y như các anh chị các anh chị đi thì cũng giống như vậy cái nhánh đầu tiên mình đi xuống dưới trà vinh xuống à, tết tây mình bỏ thời gian 31 tháng 12 một một xuống dưới đó vừa xuống tới nơi thì cái bạn ở dưới đó bạn nói là chị ơi mấy cái người mà em hẹn họ đi du lịch hết rồi họ đi phan thiết họ đi thế nọ kia họ đi hết rồi nếu mà các anh chị các anh chị làm sao À, thư nói ok. Bây giờ em nhìn vô trong cái danh bạ của em ấy. em lục trong cái danh bạ, em hẹn đi bất kể người nào rồi mình đi tới. Chị ngồi đây chờ. Xong đó bạn hẹn một cái anh đó bây giờ cũng là founder Platinum và tiếng cái nhánh đó là bây giờ nhánh là thế tới là sẽ tới Diamond Imero tùm lum hết. Nói ok, mình tới cái nhà anh này bảo trợ. Thế mình tới, cái anh này là cái người mà người ta nói là câm như hến đó các anh chị Anh không nói một tiếng nào hết trơn OBB xong là không nói hai cũng không nói dở cũng không nói đồng ý hay không đồng ý Không nói một tiếng nào hết Nhưng mà sao? Phương đã bỏ hai ngày 31 tháng 12, 1 tháng 1 Phải thắng Tập trung mà Tập trung Thế là Phương nói với anh là anh Cái kinh doanh này nè Anh có thể có được 30 50 thậm chí 100 triệu một tháng. Nhưng Phương chỉ là người cho anh cơ hội thôi, thành hay bại do anh quyết định. Đúng không ạ? Cái cái công việc đầu tiên là mình phải nói cho người ta biết là bạn là chủ. À. Cho nên anh là cái người mà nhưng mà 30 phút một tiếng Phương nói với anh, anh không thể thành công được, anh không thể kiếm cái số tiền đó được. Bởi vì sao? Nếu vậy Phương đi nói với tất rất là nhiều người Phương nói với dòng họ của Phương không ạ nếu vậy em quay nó trở thành lừa đảo sao? À. cho nên là nhưng mà có một nơi có thể giúp anh thành công đó là Sài Gòn. ngày đó giờ đó anh lên Sài Gòn anh học, đó và từ cái rất là như vậy có nghĩa là nói cho dù người ta có nghĩa là đi làm là phải thành công. cho nên là sau đó là anh đó lên Sài Gòn học và bây giờ anh trở thành uh, Founder Platinum nhưng mà dưới đó là rất rất nhiều đó là cái nhánh lớn nhất của Phương. Hay là một cái câu chuyện thứ hai Có một cái nhánh à, Bây giờ cũng là Platinum Founder Platinum Cái chị à, bạn Phương Chị nói à, Phương ơi Mình học ở Đà Nẵng Vô trong đây không có ai khác Có một người thôi Phải bảo trợ cho được, được bạn đó Nếu không không có ai hết ừ. Cho nên mình phải tập trung bảo trợ cho được Và, đủ, và tập trung thì cũng ra cái nhánh đó Rồi nhánh thứ ba nữa Một cái câu chuyện nhánh thứ ba nữa Có cái bạn đó bạn mới nói là chị hôm nay em có hai ca dành cho chị mà nếu mà chị không bảo trợ được thì em không làm em quay <laughs> thế là cái ca đầu tiên tới nói chuyện là một cái bạn công nhân sau giờ làm 7 giờ tối bạn lọ mọ với cái cái bếp dầu lồ xô nấu dầu bạn mình nói OBB bạn chả hiểu gì cả à, nói là việc của mình là từ chối là việc của họ đúng ý cái ý của chị chào họ cũng không biết Đó là gì rồi ok mình nói ok next tại vì mình chỉ có hai tối nay mình có hai buổi một qua cái nhà thứ hai cái nhà thứ hai thì tới nói chuyện với anh chồng là sếp của cái bạn này và cái anh chồng thì ngồi nghe tại vì là sếp mà nhân viên tới nhà ngồi nghe Cái chị vợ ở trên gác nói là em quay hả nghe hoài mười lần rồi không làm làm đâu đi 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 mình nói sao tại vì phương chỉ có một một cái yêu cầu là nếu mà chị không bảo trợ được thì em nghĩ cho nên mới nói là chị chị chưa nghe em quay của phương nói chị xuống đây đi phương nói cho chị nghe 30 phút thôi và sau khi phương nói xong thì đó cũng là một nhánh platinum ý phương muốn nói này các anh chị trong bất kỳ cuộc thương thuyết nào khi mà chúng ta tập trung cao độ Thì người chiến thắng là chúng ta Đồng ý không nào Cho dù là phút 99 Gần như là chúng ta đã fail rồi đó Nhưng mà chúng ta phải nỗ lực hết sức Thì chúng ta sẽ thành công Cho nên Phương thấy á, là các bạn Làm rất là nhiều Nhiều không không kém gì một đai Nhưng mà vì các bạn không chốt Cái phút thứ 99 đó. Ở cái phút người ta gọi là phút 89 nhé, Phút 90 á các bạn không chốt, không mạnh mẽ, không thực sự tập trung, không thực sự coi nó là một cái kinh doanh rất lớn của mình. Cho nên các bạn cứ đi qua, đi qua, đi qua, đi qua. Như cái câu chuyện đi đào đai minh mà các bạn thấy trong cái video clip. Đó. Đào, 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 sắp tới đai minh giác quốc đi. Đào, 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 sắp tới đai minh giác quốc đi. Đai minh thì chút một nhát nữa thôi là nó ra đai minh mà từ bỏ. Đó là cái mấu chốt của vấn đề. Đó. Cho nên phải hết sức, hết sức tập trung cho cái kinh doanh mình. Và có một cái điều nữa. Là khi mà chúng ta tập trung như vậy đó các anh chị. Thì sao? Trạng thái. Thực ra mà nói Phương các anh chị có biết có lý do tại sao người ta đăng ký với Phương không? Đó là cái trạng thái cái năng lượng của Phương. Phương hỏi tất cả các anh chị ở đây nè, ai mà ngày đầu tiên nghe OBB mà hiểu giơ tay giùm Phương không một người vẫn nó hiểu chết liền. Không một người nào nghe OBB xong mà hiểu. Phương cũng vậy. Chẳng qua là vì trạng thái và cái độ tập trung của cái người đối diện. Và người ta thấy được cái kinh doanh của họ cho nên người ta đang nói cho người khác biết em quay nó là cái gì. Cho nên mình thực sự là có năng lượng. Để có năng lượng thì mình gì? mình làm mọi thứ nó phải thực sự là nhanh các anh chị có cho nên là hôm qua nay phương đi rảo rảo xuống Thấy mọi người hồi, lúc đầu giờ mc rất là hay tập cho các anh chị vỗ tay cái đó là cái công việc đầu tiên của cái thành công trong cái em quay này các anh chị có tin không ạ à, vỗ tay đi các anh chị vỗ tay chưa hào hứng lắm một lần nữa đi thật sự phương rất muốn khuyến khích các anh chị làm cái điều này bởi vì sao bởi đây là cái điều yếu nhất của phương Phương là cái người hướng nội mà cực kỳ hướng nội Không có dễ giao tiếp với tất cả mọi người Thậm chí Phương nghĩ là các tay mình ở đây Đều rất khó giao tiếp với Phương Cho đến bây giờ người ta mới thấy À bây giờ mới hiểu chị Phương thì trước đó Phương rất là rất là khó giao tiếp Phương là người hướng nội Bước vô trong kinh doanh em quay Phương, Phương Cái khó nhất Đó là cái công việc khó nhất Là mình thấy ôi sao mọi người vỗ tay rào rào Nhưng mà khi mà mình vỗ tay á, Mình cảm thấy mình vui Mình hào hứng Mình cảm thấy tất cả những cái stress nó biến mất cho nên mình 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 thấy được cái năng lượng và phương có nói với kể cả anh triều cũng vậy phương nói là thực sự em quay nó là một cái công việc cân bằng cái năng lượng và luôn luôn cho phương cái năng lượng để phương làm rất tốt à, cái công việc của mình đó cho nên á các anh chị đừng bao giờ quên là cái trạng thái của mình các anh chị giống như hôm qua thầy thầy khu có nói á là sao khi chúng ta có vấn đề chúng ta phải vô center khi chúng ta có vấn đề chúng ta phải bỏ mình vô cái, cái 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 lò đó. Nhưng mà lúc nãy Vương có nói chuyện với các anh chị là mình phải bật trạng thái, bật trạng thái là cái quan trọng. Và khi mình bật trạng thái á thì mình sẽ đi gọi là ảnh hưởng được người khác. Và lúc này tất cả mọi việc nếu mà các anh chị vẫn đi vẫn chậm, ăn vẫn chậm, làm cái gì vẫn chậm các anh chị không thể thành công được. Không một cái người chủ doanh nghiệp nào mà làm cái gì cũng rè rè cả. Mình rất phải công bằng với nó, một cái người diamond là một cái người đang sở hữu một cái hệ thống kinh doanh ít nhất là 3 triệu đô. Thì làm sao một cái người mà chậm chậm rè rè làm cái gì cũng chậm mà trở thành một người thành công được? Chúng ta phải rất là công bằng nha các anh chị. Đó. Chính vì vậy mà cái mà Phương cần các anh chị á muốn truyền lại cho các anh chị là gì? Các anh chị phải thực sự là rất là nhanh. Rất là nhanh, rất là năng lượng. Đó. Ngoài cái chuyện tập trung, ngoài cái chuyện là chúng ta đang gọi là coi em quay nó là số 1 thì cái tốc độ cũng là cái điều cực kỳ quan trọng. Bởi vì sao? Chúng ta ở đây hơn 50% các anh chị là người đang làm làm em quay bán thời gian vẫn còn đi làm công việc truyền thống. Các anh chị có đồng ý với mình là cái người giám đốc trong công ty là cái người có năng lượng nhiều nhất phải không nào? Cái người giám đốc trong công ty là cái người làm cái khối lượng công việc nhiều nhất phải không nào? Họ đi nhanh nhất phải không nào? Họ nói cũng nhanh, họ nói cái gì cũng có năng lượng phải không nào? Rồi xong đó tới cái người trưởng phòng. Còn cái người nhân viên thì đúng đà, đống đến. Ôi vừa thấy nhân viên Phương mà nó thiệt đi nó đi, đi 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 toilet đi happy house không vậy? Vừa đi vừa Ôi một ngày có 24 tiếng đồng hồ các anh chị nếu các anh chị dành 8 tiếng đi làm, 8 tiếng để ngủ và 8 tiếng làm em quay, ai mà làm được cái điều đó thì người đó thành công. Đồng ý không nè? Thế thôi. Cho nên phải rất là fast, nhanh, nhanh, nhanh. Tiếng dưới nào mà đang làm nhanh, đang làm cái gì cũng nhanh, người đó chắc chắn thành công. Đó. Ôi, sắp hết thời gian rồi, cho nên cho các anh chị coi một số cái hình thôi. Rất là nhanh đó và cái này thì các anh chị cũng thấy trong rally rồi đó như ý phương muốn nói là gì tất cả mọi thứ phương coi em quay nó là lựa chọn số 1 không có cái vấn đề gì mà đánh đổi ở đây cả cái tấm hình này cũng vậy phương, thực ra nếu mà các anh chị làm em quay mà vui vẻ và cái này nó không phải là phương nói đâu thầy phu nói nếu các anh chị làm em quay không vui vẻ thì các anh chị sai rồi có gì đó sai rồi mà tại sao nó không vui? Cái kế hoạch kinh doanh em quay đó các anh chị. Thực sự các anh chị mà để ý mấy cái hình để cho Phương cho các anh chị coi mấy cái hình à, những cái tấm hình mà như thế này. Nếu các anh chị gặp Phương mà khoảng 5 6 giờ chiều các anh chị sẽ thấy Phương rất là mệt. Ánh mắt đỏ ngầu và người rất là mệt. Nhưng mà khi mà bật vô cái chế độ em quay á <laughs> Các cười các chị cứ cười thoải mái phương rất là năng lượng rất là hào hứng bởi vì phương nói là không có cái gì mà không hào hứng cả chúng ta nói về sự hy vọng chúng ta nói về ước mơ chúng ta nói về một tương lai tươi đẹp chúng ta nói rằng là với những cái người bình thường vẫn có thể có những kết quả phi thường thì quay chúng ta không hào hứng được và các anh chị nhìn cái tấm hình mà đang trên hình này nè tất cả những người ở đây thành công hết rồi tất cả những người phương ngồi phương gặp thành công hết rồi hay mình rất là hào hứng và mọi người cho nên các anh chị phải cảm thấy vui phải thấy phân không có gì mà không hào hứng cả mình nói về cái giá trị về sản phẩm nói thiệt cái điều tốt nhất mà khi chúng ta làm em quay là gì là chúng ta có cơ hội sở hữu được những cái sản phẩm đỉnh ở ngoài kia rất là nhiều người giàu mình không muốn nói tên có rất là nhiều người là triệu phú Thậm chí tỷ phú Người ta không có Nutrilite để gì xài Vì đâu có ai đến bán cho họ Thiệt mà Cái đây là sự thật Cho nên là không có cái việc gì Mà chúng ta không vui Và Phương đi làm em quay Phương rất là vui các anh chị Phương nói là đi làm là đi chơi Đi chơi là đi làm Đi làm chỉ nhớ là đi xuống Trà Vinh Thì có gà hấp mướp Có À, lẩu trâu nhúng mẻ Có cái gì Mà nói chung đi đâu Chỉ nhớ những cái vui vậy thôi à, Cho nên phải vui Đó Và dĩ nhiên rồi Làm chủ là chúng ta Giống như hôm qua các anh chị đã học đó, Chúng ta có mục tiêu Có ước mơ Có mục tiêu Thì hoạch định kế hoạch Mà khi hoạch định kế hoạch Thì phải nghiêm túc thực hiện nó phải tập trung với tất cả những cái chương trình đó và cùng với cái đào tạo sáng nay của FC Đà về hệ hệ thống về tổ chức chúng ta biết cách làm hết cái vấn đề là chúng ta lười cái vấn đề là chúng ta lười thôi các anh chị đó và nói thẳng ra các anh chị biết mà trong cái quá trình lên FC Phương kể cho các anh chị nghe khi mà quay uh, sorry giờ Phương định vị Phương là FC rồi chết mẹ nè <laughs> và giống như thầy khu trong cấp tôi chắc chắn sẽ là Grand Master trong hai ba năm covid thì các anh chị sẽ có những ngày rảnh rỗi nhưng phương không có một ngày rảnh và cái áp lực của phương đó, nó nhiều phải gấp rất nhiều lần các anh chị phương phải trả lương cho 6.000 người mà không có một cái 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 đồng tiền vô nào đóng cửa tất cả cửa hàng hàng hóa tất cả mọi thứ và ai là người chịu trách nhiệm là phương rất là căng thẳng nhưng again mục tiêu vẫn là mục tiêu khi phương mời anh triều tới công ty tặng cho phương là cái lãng hoa là hình như là edc phương nói không founder edc khi mà nói là làm khi hứa là làm khi nói với upline là tôi chắc chắn phải làm được là tôi chắc chắn làm được và rất là tập trung các anh chị hầu như tối nào cũng bà làm việc hầu như là vì 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 nó có khỏi có thời gian di chuyển á cho nên là đội nhóm phương làm rất là tốt và à, đào tạo được tất cả những cái người ở tỉnh cho nên là tổ chức đội nhóm rất là tốt thì các anh chị cũng thấy rồi phương chỉ có đưa cho các anh chị xem thôi ha đấy à, kể luôn những cái tấm hình này tập trung là cái gì các anh chị biết là khi Phương đi công tác, à đây là ở Hà Nội, khi đi công tác. Nhân viên mà Phương mà đi theo Phương là nó chạy không kịp. Phương đi kinh khủng lắm, một ngày là đi đi các trung tâm làm việc kinh khủng tối về 6 giờ đến 10 giờ đêm, nói chuyện liên tục 4 tiếng cho những bạn ở thị trường Hà Nội. Chuyến nào cũng vậy. Rất là tập trung. Không bao giờ từ bỏ cái mục tiêu một khi đưa ra là làm trách nhiệm với tuyến dưới rất là cao đó là cái việc mà các anh chị phải học cái cách làm chủ đó. làm liên tục lúc nào cũng cười phải không ạ rất là cực rất là tập trung à nhiều lúc mà cho nên là mình phải làm sao mà tốt nhất đó. cũng làm tất cả những cái cái việc cơ bản đội nhóm thôi mình cho các anh chị xem thôi đó là gặp tất cả những lãnh đạo ở nhà đó đào tạo À, ví dụ như à, đây là một cái ý nữa mà phương muốn chia sẻ cho các anh chị cái chuyện mà mình coi nó là cái kinh cái 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 quan tâm đầu tiên phương á nếu mà không phải đào tạo em quay á thì thường 8 giờ tối mà phương, phương mới về tới nhà nhưng mà đào tạo em quay là hầu như là 6 giờ rưỡi là phương có ở cái điểm đào tạo tùy cái cái cái, cái vị trí có một số bạn ban tổ chức ơi cho em tới trễ một chút bảy rưỡi xin quá chừng xin luôn ban tổ chức ơi cho hôm, hôm nay học online em không kịp tư duy sai rồi trong radio này phương học một điều từ xưa Prado mà giao nhiệm vụ là 5 giờ rưỡi phải có mặt cho dù anh bận cỡ nào công việc truyền thống anh như thế nào như đi nữa phương đi làm em quay trong cái vị trí phương đang là giám đốc bận không bận mà chạy cậy chạy nó tiếng việt chạy xuất quần luôn á chứ nhưng không Ưu tiên hàng đầu First priority là tập trung Tới giờ đó ngày đó Giờ đó lúc đó là phải đóng máy Là phải đi về sắp xếp chuyện gì không biết Nếu mà hôm nay các bạn vì sếp kêu tăng ca Vì sếp phải thế này Vì công việc công ty nó quan trọng Xin lỗi các anh chị nha Tổng thống mà có chết bất đắc kỳ tử Còn có người thai Các chị không là cái gì cả Các anh chị chỉ là cái cái gì với mình cái cơ hội kinh doanh em quay này mình thành công là của mình cái chuyện của ông chủ nó mãi là của ông chủ đừng có công đầu công lưng với nó hả công ty mới tăng lương một chút là công chạy nói như vậy không phải phương rất là chịu trách nhiệm với cái công việc đứng trên sáu nhân viên không dễ Phương chưa bao giờ mà để ông chủ nói là Phương chỉ làm vượt cái mức ông chủ đưa ra. Ông không tưởng tượng luôn. Nhưng cái gì nó ra cái đó. Cái ưu tiên đó, cái việc sắp xếp nó nằm ở trong đầu mình, nằm trong tư duy của mình. Nằm trong cái mà mình đang, mình đang thực sự coi nó là có phải quan trọng nhất. Đó. Cho nên nếu mà các anh chị vẫn thì là bị ở... À, Tuần này em không đi được bởi vì em có đám cưới tuần kia em không đi được bởi vì em có đám giỗ upline à, hôm nay em bận bởi vì sếp em giao việc <laughs> em còn tư duy làm thuê khuya quá nhiều quá còn cái tư duy của cái người mà không có cái cái, cái tố chức để cái trở thành người chủ à. thì thời gian nó cũng hết mà ban tổ chức đã cho thêm giờ của phương rồi cho nên phương nghĩ là phương sẽ kết thúc ở đây thôi có một cái điều nữa hôm qua hôm trước rally phương đã nói ở trên, sân vận, ở trên sân vận động đó làm chủ là mình phải biết làm những cái điều đúng nữa cái tư duy này phải biết làm đúng cái gì làm đúng cái tư duy đầu tư mà phương có nói trong cái rally là chúng ta phải tập trung vào việc học đồ này kia thì phương cũng đã nói rồi ha à, cho nên là đi rất là nhanh thôi ok phương à, tin tưởng rằng với cái chương trình hai ngày này của grado của những cái bài đào tạo của tất cả các lãnh đạo rất là xuất sắc đặc biệt là bốn bốn bài của bốn fc tin chắc rằng trado sẽ có rất là nhiều lãnh đạo thành công và cái điều đầu tiên mà thầy phu hay dặn là tư duy làm chủ của chính bạn và phương muốn nhắn vào một điều là nếu các bạn bật cái chế độ làm chủ hoàn toàn và copy cái người mà đang làm chủ tốt nhất phải copy các bạn nhiều lúc nhiều lúc mình không quen mình giống như là là slow cái làm một hồi trở thành người làm thuê à, cho nên là bật chế độ làm chủ và copy cái người đó tốt nhất người ta đi nhanh mà làm nhanh người ta nói nhanh mà nói nhanh người ta làm cái gì mình làm cái đó thì chắc chắn các bạn sẽ thành công hẹn gặp các bạn trên đỉnh thành công ạ à. xin cảm ơn